Manchester United quay xe với Ten Hag. Erik Ten Hag sẽ tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở mùa giải tới, thay vì bị sa thải như nhiều đồn đoán trước đây. Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Anh, ban đầu Sir Jim Ratcliffe, chủ sở hữu mới của Man United đã muốn sa thải Ten Hag do phong độ bết bát của Quỷ Đỏ tại Premier League mùa giải vừa qua. Cụ thể, Quỷ Đỏ chỉ xếp thứ 8 chung cuộc, vị trí thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, dù kết quả ở Premier League không tốt đẹp, nhưng huấn luyện viên Ten Hag vẫn giúp Man United vô địch FA Cup sau khi đánh bại đại kình địch cùng thành phố là Man City, qua đó giành vé dự Europa League. Đây là yếu tố quan trọng giúp chiến lược gia người Hà Lan giữ được ghế nóng tại Old Trafford. Trong suốt khoảng thời gian sau khi giành được FA Cup, Man United đã nỗ lực tìm kiếm huấn luyện viên mới. Thế nhưng, các cuộc đàm phán với các ứng viên sáng giá đều không thành công do những chiến lược gia đó không thể thuyết phục được ban lãnh đạo Quỷ Đỏ về kế hoạch trong mùa giải tới mà họ đưa ra. Không tìm được huấn luyện viên thay thế phù hợp, Man U đành quyết định quay lại với Ten Hag. Việc Ten Hag được giữ chân là một bất ngờ đối với người hâm mộ Manchester United. Hy vọng rằng với bản hợp đồng mới, Ten Hag sẽ có thêm thời gian để xây dựng đội bóng và đưa Quỷ Đỏ trở lại thời kỳ hoàng kim.